Kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 5 tháng 2 năm 2022. Ngọc xin chia sẻ một số cái nội dung liên quan đến cái gói 1.750 tỷ. Hiện giờ cái gói Build Back Better này vẫn còn ngáp ngáp, chứ chưa có dập tắt hoàn toàn quý vị ha. Ngọc sẽ giải thích vì sao và ai ủng hộ và ai không ủng hộ và những cái tiến triển về cái việc đàm phán cho cái gói này như thế nào. Ngoài ra thì Ngọc sẽ chia sẻ một số cái nội dung liên quan đến cái mask N95 miễn phí đến đâu để lãnh. Không biết là quý vị lãnh cái này chưa? Ngọc thì Ngọc chưa có lãnh cho gia đình của mình, tại vì hiện giờ thì Ngọc nghĩ là mà Ngọc không có nhu cầu. Nếu như mà Ngọc cần thì có thể Ngọc cũng đi đến những cái nơi để có thể là lãnh những cái mask miễn phí này. Và ngoài ra thì Ngọc muốn chia sẻ một cái nội dung liên quan đến cái việc là lỗi tại ai, lỗi do bên nào mà giờ này vẫn chưa thông qua được cái gói 1.750 tỷ ở Thượng viện, thì Ngọc sẽ chia sẻ để chúng ta cùng nhau tham khảo. Đây không phải là cái ý kiến của Ngọc quý vị ha, đây là những cái bài báo họ chia sẻ trên những cái trang xã hội chính, những cái tờ báo lớn. Thì hôm bữa trước á, thì Tổng thống Biden có đưa ra một cái ý kiến là hãy chia nhỏ, split, chia nhỏ into chunks, những cái phần nhỏ nhỏ nhỏ, cái gói 1.750 tỷ bây giờ khó quá, không có thông qua được, không có đạt được 50 phiếu, không có sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Joe Manchin, thì bây giờ hãy chia nhỏ nó ra, những cái phần nào có sự ủng hộ thì có thể là mình sẽ bỏ nó vào một cái gói mới để mà thông qua, rồi sau đó là chuyển qua bên Hạ viện vân vân, thì nó làm một cái quy trình. Chứ bây giờ cái gói mà bên Hạ viện thông qua rồi đưa qua bên Thượng viện thì cái gói đó hiện giờ dậm chân tại chỗ và bị chặn quý vị ha. Thì khi mà Tổng thống Biden nói rằng là chia nhỏ cái gói 1.750 tỷ này ra, thì Thượng nghị sĩ Joe Manchin cho rằng đây là một cái ý kiến tốt, good idea. Thì không biết là quý vị nghĩ như thế nào về cái ý kiến này của Tổng thống Biden. Riêng với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thì bà nói rằng là cái chữ chunks này á thì nó có thể là nó có nhiều nghĩa lắm, chứ không phải là chunks là chặt nó nhỏ 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 ra rất là nhỏ, thì dĩ nhiên là bà cũng đang muốn một cái gói lớn và nó có nhiều phần mà bên phía đảng Dân Chủ họ đưa vào cái gói này, và những cái phần đó thì hiện giờ có thể là có sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Joe Manchin để đủ 50 phiếu, hoặc là có thể là không có sự ủng hộ, cho nên là hiện giờ họ vẫn đang làm việc về cái gói này quý vị nha, chứ không phải là dập tắt hoàn toàn. Thì không biết là quý vị nghĩ như thế nào về cái khả năng thông qua cái gói Build Back Better Plan tại Thượng viện, có thể là nội dung, có thể là thông qua một cái phiên bản sửa đổi chứ không phải là một cái phiên bản mà bên Hạ viện đưa qua. Thì ở đây á, có một số cái ý kiến cho rằng cái gói này đã xong rồi, bị chặn rồi, hoàn toàn là DEAD, cho nên là không có những cái gì mà liên quan tới cái gói này được đàm phán trong cái thời gian gần đây. Thì cái ý kiến mà liên quan đến cái chữ DEAD đó quý vị, tức là nó xong rồi đó, thì nó được chia sẻ với cái ngụ ý là Thượng nghị sĩ Joe Manchin nói là vậy đó ha. Tại vì ngày hôm 31 tháng 1 thì Thượng nghị sĩ Joe Manchin nói rằng là it's not been any normal basic sit down meetings, có nghĩa rằng là họ không có những cái buổi họp để mà ngồi xuống và chính thức đàm phán về cái gói này hay là những cái sửa đổi cho cái gói này. Cho nên thì ông nghĩ rằng đây là một cái gói đã xong rồi, không có gì để bàn nữa cho những cái bước tiếp theo. Thì khi mà ông Thượng nghị sĩ Joe Manchin nói như vậy, cái gói này xong rồi, thì có nhiều cái ý kiến và nhiều cái bài báo được đưa lên để mà nói rằng cái gói này vẫn còn hy vọng chứ không phải là xong rồi. Đó, thì ở đây á, người ta nói như thế này quý vị. Hôm bữa trước á, là ông chủ tịch Congress của bên đảng Dân Chủ mà bên phía chi nhánh Hạ viện á, là ông Jeffrey đến từ New York, thì ông nói là I don't believe Build Back Better is dead.
Có nghĩa là cái gói này xong rồi, và họ cũng không có quá thất vọng về cái việc là cái gói này đã xong rồi, họ không có đàm phán gì nữa. Nói chung là họ cũng có những cái tinh thần lạc quan chứ không phải là thất vọng quý vị ha. Và họ cũng đang có những cái tia hy vọng rằng cái gói này sẽ được thông qua, cái gói chi tiêu, cái gói spending bill lớn này sẽ được thông qua. Và họ đang đấu tranh rất là mạnh để có được cái gói này, đó là theo như cái lời của nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo đa số ở Thượng viện Chuck Schumer. Nhưng mà hiện giờ đó quý vị, thì ổng có nói rằng là có rất là nhiều cái vấn đề trong những cái điều khoản, những cái provision trong cái gói 1.750 tỷ này á, là khá là quan trọng. Và không phải là thượng nghị sĩ Joe Manchin không có ủng hộ nhiều đâu quý vị. Ông không ủng hộ một số thôi, chứ mà một phần nào đó, phần lớn nào đó là thượng nghị sĩ Joe Manchin ủng hộ cái gói này. Cho nên là hiện giờ có những cái cuộc đàm phán diễn ra giữa thượng nghị sĩ Joe Manchin và những thượng nghị sĩ khác. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là gì? Lãnh đạo đa số ở Thượng viện Chuck Schumer hiện giờ vẫn không có cái cuộc gọi nào, cũng không có một cái lời đề nghị nào là sẽ có một cái cuộc đàm phán chính thức diễn ra giữa Thượng nghị sĩ Joe Manchin và lãnh đạo đa số ở Thượng viện Chuck Schumer. Cho nên là hiện giờ đối với Thượng nghị sĩ Joe Manchin thì ông nói rằng là không có cuộc họp chính thức nào cả, thì cái gói này xong rồi, hả quý vị ha. Nhưng mà đối với ông Chuck Schumer và những cái thành viên mà Progressive Democrats thì họ vẫn đang có những cái tinh thần lạc quan và những cái tia hy vọng cho cái gói này sẽ được thông qua trong cái thời gian tới. Và hôm bữa trước là Ngọc cũng đã chia sẻ, họ đưa ra một cái ngày, đó là cái ngày đầu tiên của tháng 3. Không biết là kết quả như thế nào, nhưng mà họ đưa ra một cái ngày như vậy. Hiện giờ thì lãnh đạo đa số ở Thượng viện và Thượng nghị sĩ Joe Manchin vẫn chưa có đàm phán lại với nhau quý vị ha. Thì đó là một trong những cái nội dung liên quan đến những cái thông tin cập nhật của cái gói 1.750 tỷ Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị. Ngoài ra thì Ngọc muốn chia sẻ về những cái test kit miễn phí. Thì hôm bữa trước Ngọc có chia sẻ một cái đường link để quý vị có thể vào đó để yêu cầu người ta gửi về địa chỉ nhà của mình. Rất là dễ làm quý vị có thể xem lại cái video đó, dễ làm lắm. Trong vòng 1-2 phút điền tên, email address, rồi địa chỉ nhà của mình, rồi người ta sẽ gửi cho mình 4 cái test miễn phí để mình thử coi thử mình có bị Covid hay không, và thử rất là nhanh tại nhà. 4 test kit thì nó nằm trong hai cái hộp và người ta gửi trong cái priority mail gửi về, Ngọc đã nhận cách đây vài ngày rồi. Và ngoài ra thì quý vị cũng có thể lãnh những cái mask N95 miễn phí. Thì hôm bữa trước thì chính quyền của Tổng thống Biden có thông báo rằng là hiện giờ người ta có lấy một khoản nguồn dự trữ từ cái nguồn dự trữ chiến lược của quốc gia, khoảng 400 triệu mask, N95 mask, và những cái này sẽ được gửi về cho người, gọi là được phát ra cho người dân hoàn toàn miễn phí. Miễn phí là đối với người dân quý vị ha, chứ còn chi phí cho những cái mask này thì cũng có chi phí ha. Thì người dân được nhận miễn phí thì quý vị có thể đến chợ Walmart, chợ Costco, Safeway, Walgreens, Drugstore, CVS, Kroger, những cái community centers. Quý vị có thể đến những cái nơi đó để nhận, và mỗi người như vậy sẽ nhận được 3 cái mask N95 miễn phí. Rất là dễ, thì theo những cái nội dung mà Ngọc thấy là người dân nhận rất là dễ, quý vị cứ đến quý vị xin. Và không biết là dễ như thế nào thì thực sự Ngọc không có cái trải nghiệm của cá nhân Ngọc. Ngọc chưa có đi xin cho nên là Ngọc không biết dễ như thế nào, nhưng mà Ngọc nghe nói là dễ. Thì cái này người ta cho mỗi người ở Mỹ sẽ nhận được 3 cái mask miễn phí như vậy. Nếu như quý vị đã nhận rồi thì quý vị hãy chia sẻ lại cái kinh nghiệm của mình nhận như thế nào và cái mask nó như thế nào quý vị ha. Hiện giờ thì theo như Ngọc biết á, là những cái mask này á, là hoàn toàn miễn phí cho mình. Nhưng mà cái này á, là người ta lấy từ cái nguồn dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ, được quản lý bởi bên HHS, chứ không phải HHA ha, HHS. Thì chính phủ họ cũng chi trả chi phí để làm những cái này. Nhưng mà mình nhận thì nhận miễn phí quý vị ha. Như vậy thì cái nguồn tiền của chính phủ là từ đâu? Thì mình cũng đóng thuế, mình cũng góp vào cái nguồn tiền này chứ đâu quý vị. Cho nên là thật ra nó cũng không miễn phí.
Con cái mình đi học thì cũng miễn phí đó, public school cũng miễn phí, nhưng mà mình cũng đóng thuế, mình cũng góp vào đó chứ không phải là hoàn toàn miễn phí quý vị ha. Rồi bây giờ cái mask này có chất lượng hay không? Thì theo như cái nguồn của bên hhs.gov thì họ nói đây là một cái mask high quality mask, chứ không phải là những cái mask mà chất lượng kém quý vị ha. Thì quý vị xem thử quý vị cảm nhận như thế nào, hay là quý vị xem thử cái bao bì hay là cái mask đó như thế nào thì quý vị có thể cho Ngọc biết, tại vì bản thân Ngọc thì chưa trải nghiệm, chưa đi xin. Thì khi mà quý vị nhận mask thì đây là cái cách mà người ta hướng dẫn mình đeo, tức là hai cái dây nó là ở đằng sau đầu, cái ở trên, cái ở dưới, rồi quý vị make sure là cái mũi của mình là nó ở đây nó kín, chứ đừng có để hỏng quý vị ha, tại quý vị có thể là dùng cái ngón tay của mình để mà điều chỉnh cái đó, bấm ấn nhẹ xuống để hai bên nó có thể là sát vô mũi của mình đó. Thì khi mà quý vị lấy những cái mask đó thì trong cái hộp đó nó có những cái hướng dẫn để chúng ta có thể đeo mask một cách là properly ha quý vị ha. Đeo mask sao cho nó đúng, chứ đeo không đúng thì nó không có những cái không biết là đeo mask nó có hạn chế được nhiều không, nhưng mà bản thân Ngọc thì Ngọc cũng vẫn đeo, đi nhiều nơi thì vẫn vẫn được yêu cầu là đeo mask, cho nên là Ngọc vẫn đeo, ra ngoài thì Ngọc vẫn đeo bình thường. Thì đó là một số cái nội dung mà Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị, gửi đến cho quý vị ngày hôm nay, và chúc quý vị sức khỏe, chúc mừng năm mới quý vị ha. Xin chào tạm biệt, bye bye nào.